Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 7 năm 2003. Như thường lệ trong mùa an cư năm nay tại giảng đường chùa Phổ Đà, vào bữa thứ sáu thì chúng ta là học tập về một cái loạt bài gọi là Phật giáo Tinh Hoa. Thì Phật giáo Tinh Hoa tức là nó mênh mông, nó nhiều vấn đề lắm, mà những cái tinh hoa đó mình cần rút tỉa ra mà mình học tập. Nhưng mà rồi hôm dài đó thì coi như là trả lời, giải đáp những cái nghi ngờ của Phật tử. Thì nó trở thành giống như là những cái buổi triển khai học tập về Phật giáo vấn đáp vậy. Phật giáo vấn đáp là đáp lại những cái gì mà của người Phật tử tại gia cũng như xuất gia cần hỏi. Thế thì đáp lại những cái câu hỏi như vậy cũng là những cái tinh hoa của Phật giáo đó. Cần hiểu cho đúng, phải có căn cứ vào kinh điển để mà giải đáp, để mà trả lời, để mà phục vụ cho người đệ tử Phật. Thế thì cái giải đáp đó cũng tức là tinh hoa Phật giáo. Thế thì hôm nay chúng ta tiếp tục triển khai về cái công việc đó. Hôm nay tới cái câu hỏi Phật tử người ta hỏi rằng là tôi đã ngồi thiền được 2 năm, mỗi ngày ngồi được 1:30 đến 2 giờ đồng hồ. Thời gian ngồi có lúc thấy người to ra, có lúc thấy người nhẹ như là muốn bay. Vậy thì hiện tượng đó ra sao? Có lợi hay có hại và như thế nào? Thì cái này tôi nghĩ rằng cái câu này cũng rất là cần thiết cho đại chúng tăng ni trẻ trong cái khóa an cư tu học đấy. Thiền á, ở trong cái bài chứng đạo ca, trong cái băng chứng đạo ca mà tôi sẽ cúng dường chung cho chùa Phổ Đà, cho toàn chúng Phổ Đà một cái máy MP3 để đọc cái đĩa CD, và đồng thời tôi cũng cúng cho 10 cái đĩa CD là có cả hơn 250 băng cassette. Thì trong đó nó có cái bộ chứng đạo ca. Mà trong chứng đạo ca đó tôi có nói về vừa vấn đề thiền. Nếu mà các cô có thích, thấy rằng mình yêu cầu cái đó, thì sau này các cô sẽ mượn. Bởi vì đây là tôi cúng công cộng cho tại chùa Phổ Đà này, chư ni chùa Phổ Đà này muốn nghe là cứ hỏi các vị ni trưởng, ni chúng mượn cái máy đó để mà nghe. Nghe tập thể cũng được và nghe riêng cũng được, nhưng mà nghe tập thể 5-3 người, 10 người vậy thì nó lợi hơn. Thì trong đó tôi có nói vấn đề thiền. Thiền nó không riêng cho những cái người ở trong thiền viện, cũng không phải thiền là để cho một số người phải ngồi từ 2 tiếng, 3 tiếng
đồng hồ một lần, phải ngồi cho được 2-3 tiếng đồng hồ một lần hay là nhiều hơn nữa? Không phải vậy, mà cái thiền là một cái phương pháp tu chung của toàn thể những người đệ tử Phật. Cho nên là nhà chùa thì hồi xưa người ta cứ gọi nhà chùa là nhà chùa, ta gọi là thiền môn hay là thiền gia. Thiền gia hay là thiền môn, nghĩa là những người đệ tử Phật là đều phải tu thiền hết thôi. Vậy thì thiền mà ngồi 1 tiếng rưỡi 2 tiếng như ở đây hỏi, mà không có nói cái cách thiền ra sao, mà chỉ nói ngồi thôi. Nó quan trọng ở chỗ cái ngồi, ngồi để làm gì ra. Chứ mà ngồi rồi mà 1 tiếng mấy 2 tiếng ngồi rồi thì lúc mà thấy nó người to ra, rồi có lúc mà thấy nó nhẹ, nó muốn bay, rồi có lúc còn thứ thiền nữa, người ta nói người ta lên trên trời, ta gặp Ngọc Hoàng Thượng Đế, ta gặp Quan Âm Nam Hạ Nam Hải đang ngồi đang cái giỏ để bắt cá con ngao ngư ở trong rừng trúc. Rồi cái thiền cái hồi nữa cái gặp Hằng Nga đang nói chuyện với Thiên Bồng Nguyên Soái, rồi Ngọc Hoàng bắt được cái là đài Thiên Bồng Nguyên Soái xuống trần gian này đầu thai thành ra Trư Bát Giai. Ta thiền ta thấy như thế đấy. Thế thì là cái thiền như vậy ta gọi là thiền xuất hồn. Thì xuất hồn để đi gặp các vị trên trời trên mây, trong đó có Phật Tổ Như Lai, có Quan Âm Bồ Tát, có Nam Cực Tiên Ông, Thái Thượng Lão Quân, vân vân, Hằng Nga rồi. Thế thì là những cái mà nói như vậy đó, nó không phải là thiền của Phật giáo. Mà chúng ta phải hiểu rằng thiền nó không riêng cho thiền xuất hồn, cũng không riêng cho thiền mà ngồi lâu. Ngồi lâu để làm cái gì? Mà cái vấn đề nó phải như thế này. Cái vấn đề ngồi á, ta gọi là điều thân. Mà thiền cũng có thể không phải ngồi mà đi, mà đi đúng pháp hợp cách. Thì thiền ngồi á, mà điều thân cho ngay ngắn, cho tề chỉnh, cho đúng phương pháp, để cho nó không có sanh ra bệnh hoạn đó, ta gọi là điều thân. Điều rồi điều chỉnh, điều phục cái thân cho nó ở trong cái tư thế mà mình có thể dứt bỏ được những cái tạp tưởng trong quá khứ nó tồn động lại trong đầu mình. Thế thì là giai đoạn đầu người ta ngồi cho ngay ngắn, đó là bắt đầu ta gọi là điều thân. Cũng như thì thế thì điều thân trong giai đoạn ngồi ta gọi là thiền tọa. Thiền tọa tức là ngồi thiền. Còn có cái cách thiền nữa, người ta học kinh điển, học kinh, học luận, tức là học Tam Tạng kinh điển mà nó thâm nhập sâu sắc rồi. Người ta thường tư duy quán chiếu trong đi đứng nằm ngồi, nó thâm nhiễm ở trong máu, trong huyết, trong con người, trong cái đầu óc của cái người tu hành. Thành ra người ta vẫn đi, người ta đi mà ta không ngồi, người ta đi ta gọi là thiền hành. Thế thì đi cũng thiền được, không nhất thiết phải ngồi. Rồi có những lúc
mà mình đi cũng nhiều rồi, rồi có lúc mình ngồi cũng nhiều rồi, có lúc mình sức yếu hoặc sức khỏe mình không được khỏe lắm, mình nằm võng hoặc là nằm cái loại ghế bố, giống như là ghế bố thịt đua, ghế bố nằm nghỉ lưng của những người lớn tuổi đó, nằm ghế bố hoặc nằm võng cũng thiền được, hoặc là không nằm võng mà nằm trên giường mà trước khi chưa ngủ, hoặc là sau khi ngủ thức dậy mà cái thời gian đó người ta vẫn có thể thiền được. Là cái thiền đó là đối với người mà cái bằng kinh điển nó thâm căn cố đế, nó bắt gốc rễ, nó thâm sâu trong đầu người ta rồi. Thành ra lúc nào người ta cũng thiền được hết á, chứ không phải là nhất thiết phải ngồi không. Do vậy cho nên là ta phải định nghĩa chữ thiền là gì. Định nghĩa chữ thiền và tu thiền. Chữ thiền là từ kinh điển xưa nay, ta đều dịch là tư duy tu. Thiền nói cho đủ là thiền na, dịch là tư duy tu. Đó là dịch theo Huyền Trang. Còn dịch theo Kumala Thập trở về trước Kumala Thập ha? Các vị mà một trang lứa cỡ Kumala Thập Túc Pháp Hộ rồi vân vân, những người mà trước Huyền Trang đó, ta cái dịch là tánh lự. Chứ thiền na ta dịch là tư duy tu, cũng dịch là tánh lự, như Huyền Trang gọi là tân dịch, dịch là tư duy tu. Còn tư dịch như Kumala Thập nó dịch là tánh lự. Cư dịch tức là trước Huyền Trang nó dịch tánh lự. Tánh lự là gì? Chứ lự cũng tức là tư lự, tức là tư duy đó. Tánh lự mà chữ lự là tư lự, mà tư lợi cũng tức là tư duy. Chứ tánh là tật tánh, tư lợi trong tật tánh, tư duy trong tật tánh. Nghĩa là cái thời gian mà mình phải điều thân điều tâm cho thật là tật tánh. Mà muốn tật tánh như vậy là trước cái mà tu thiền đó là có giai đoạn ta gọi là tu chỉ. Khi mà điều thân điều tâm rồi thì tọa thiền hành cũng vậy, điều thân điều tâm rồi là bắt đầu là ứng dụng vô cái gọi là samatha. Samatha có nghĩa là mình phải dùng ý đàng hoàng, là cắt đứt những cái tư tưởng thuộc về quá khứ, phải chặn nó lại. Chặn nó giống như là mình muốn tát cái đìa, trước khi muốn tát cái đìa là phải chặn cái dòng nước cái phía trên dòng, rồi chặn cái dòng nước ở phía dưới dòng, rồi là mới muốn nước trong cái đìa này mới tát ra thì nó mới có hiệu quả. Trên dòng nước đầu trên nguồn không chặn được, mà giờ ở dưới này cũng không có đắp cái bờ để chặn, thì mình tát không có được cái gì hết á. Tát nó tràn trở lại, hoặc là tát ra phía dưới này thì trên này nó tràn xuống. Do vậy cho nên là phải có cái bắt đầu tu thiền là phải tu samatha, tức là chỉ là chặn đứng cái vọng tưởng tạp niệm của mình từ quá khứ tới đây, và cũng chẳng cắt đứt, không sanh ra một cái niệm tưởng nào nghĩ gì về tương lai hết. Chứ còn bằng không mình nghĩ tương lai à, đây là ví dụ như ngồi về đây tôi tưởng là nghĩ lát nữa là 9 giờ à,
Tôi hồi nãy tôi gọi xe đó, nghĩa là tôi dặn người lát nữa 9:30 tôi phải đi ngân hàng đó lấy tiền về chi cho nhà trường đấy. Rồi chiều nay tôi đi Ngọc Phương rồi phải tôi có đem cái máy để lại, tôi cũng cúng dường cho Ngọc Phương nữa. Tôi dặn ông Lễ là đem ra và lấy cái băng đó sẵn sàng cho tôi. Thế là giờ này mà tôi đang nghĩ cái chuyện, nghĩa là 1:30 sau, 90 phút sau phải làm gì. Đó là như vậy là không phải gọi là thiền được, tức là không có samatha. Rồi nhớ lại những cái chuyện hôm qua kia gì đó nói chuyện là chẳng hạn như tôi đi trên xe tôi nói với ông Minh Lễ rằng là người ta không biết, người ta tưởng đâu là tiền nhiều là sướng, cho tiền nhiều không có sướng đâu. Cái ông tổng giám đốc xăng dầu giữa tỉnh Tiền Giang này, ông xài bao nhiêu ngàn tỷ, ông dứa bao nhiêu triệu lít dầu đây, bây giờ ông đang bị bắt rồi. Còn làm hoàng tử con của Saddam Hussein là thống trị cái xứ Iraq 30 năm là cha con cùng ngon đấy, nhưng mà kỳ thật là Saddam Hussein là đang trốn không biết trốn ở đâu. Còn hai đứa con mới bị là đối phương người ta giết ha, bị Mỹ giết cách đây vài ngày gì đó. Thế thì làm vua không sướng mà làm hoàng tử cũng chẳng có gì sướng, mà giao tiền cả hàng ngàn tỷ cũng không sướng. Vậy thì ai sướng? Tu sĩ biết tu mới sướng. Đấy, tôi đang nói vậy đó. Rồi tôi còn nhớ luôn là tổng thống Nam Hàn là có hai thằng trai và đang bị bắt ở tù. Tại vì sao? Tại vì là con tổng thống. Con tổng thống thì là ăn hối lộ đủ thứ, rồi bắt mánh đủ thứ, cho nên giờ ta tố ra và giờ tổng thống phải bảo rằng là quốc hội với tòa án là cứ con tôi nó làm gì đó cứ bắt đó, chứ còn tôi thì tôi không có bảo cái đó. Thế thì dầu con tổng thống mà cũng không cứu được. Nghĩ như vậy, nghĩ chuyện quá khứ rồi nghĩ chuyện tương lai, nghĩ chuyện hiện tại như vậy, ta gọi là người không có samatha. Mà muốn ngồi thiền, những giờ phút muốn tu thiền là phải samatha, đắp cái đập chấn phía trên nguồn, đắp cái bờ dưới nguồn, trong này mới múc nước này mới tát ra, muốn đổ đi đâu đổ, thì cái ao hồ này mới có công dụng là cạn bao nhiêu chừa lại bao nhiêu, thí dụ vậy. Do vậy cho nên là khi mà điều thân điều tâm rồi, hoặc là thiền hành hoặc thiền tạ, cũng phải dùng cái phương pháp chỉ samatha đó. Chỉ cho được rồi lúc bây giờ mới là vận dụng là thiền à, thật sự là thiền à. Thì chữ thiền có nghĩa là tánh lự, tức là tư lự, mà tư lự cũng tức là tư duy trong cái tỉnh, trong tịch tỉnh, trong yên lặng, trong những cái thời điểm mà tâm hồn tịch tỉnh vắng lặng nhất trong cuộc sống. Cái nghĩa tư duy tu nó cũng vậy thôi. Quyền Trang á, Trần Quyền Trang là dịch tư duy tu, chứ tư duy cũng tức là tư lự mà. Thành ra là tánh lự hay là tư duy tu, nghĩa là tu tập trong tư duy, cũng tức là tư duy trong yên tĩnh. Thế thì là thiền nó không phải là ngồi không như ở đây nói, mà ngồi phải có đối tượng để tư duy, chứ không phải ngồi không. Tư duy cái gì? Cái chỗ này đây nè. Cho nên là tôi nói rồi tôi nói thành ra phải nói nó mới rõ chân lý, mấy cô mới hiểu. Mà nói nhiều khi nó đụng chạm tới cái quyền lợi của nhiều người, thành ra khó nói vô cùng. Cách đây mà tôi bị phản ứng, tôi nói rằng là cầu an cầu siêu là một cái chuyện
phương tiện thấp nhất. Mà nếu như đam mê cái cầu an cầu siêu, những người Phật tử mà đam mê cái đó mà tin tưởng cái đó mà hoàn toàn á, một là xa vào thường kiến, hai là xa vào đoạn kiến, đều là tai hại như nhau. Và nếu như mà dựa trên cái cầu siêu thật sự mà tin tưởng 100% là cứu rỗi á, thì cái giáo lý nhân quả không xài được, phải bỏ đi. Mà đạo Phật mà bỏ đi giáo lý nhân quả thì không còn đạo Phật nữa. Thế mà tôi bị phản ứng rằng là cất chùa mà không cầu an cầu siêu vậy thì chùa cất để làm gì? Câu nói đó đau tôi lắm, phải không? Cất chùa đâu có phải để làm cái việc đó. Có làm việc đó, nhưng mà đó là phương tiện thấp nhất để độ cho những người chưa biết gì về đạo Phật, để cho họ vô chùa thôi. Rồi mình phải giúp đỡ họ, phải bồi dưỡng họ, phải giáo dục họ, đem chánh pháp của đạo Phật dạy họ. Họ bằng lòng nghe thì tới nữa, họ không bằng lòng nghe sẵn sàng, không có yêu cầu mong cầu gì đây họ hết. Vì cái người đó, đây là người ta giờ đang cúng cho tôi mấy chục triệu rồi. Người ta nói rằng ta đi nghe, người ta cúng được kia nhiều lắm, bây giờ cúng tôi mấy chục triệu mà đòi gặp tôi nói bây giờ nghe băng tôi đi cả đàn. Sau đó chừng nào mà nghe rồi, nhận thức được cái gì, nắm bắt cái gì gọi là tâm đắc, cái gì gọi là không tâm đắc, cái gì gọi là bác bỏ chê bai, cho tôi biết, rồi sau đó mới nói chuyện với tôi. Thì chừng đó mới cúng tiền tôi mới đặt vấn đề nhận hay không nhận, nhận để làm gì. Chứ còn bây giờ là hiện giờ cũng mấy chục triệu, chưa ăn thua gì tôi hết. Và có khả năng cũng cả trăm triệu mà chưa nghe của tôi. Tôi nói rằng bà sẽ loại bỏ tên tôi ra sau khi nghe bằng tôi. Vì vậy cho nên là muốn gặp tôi, muốn nói chuyện với tôi và muốn đặt vấn đề mình cộng tác thật sự cúng tiền, phải tôi gửi băng cho mà nghe. Nghe được thì tôi mới nói chuyện nữa, còn bằng không cắt đứt ngang đây. Coi như tới đây là Phật sự của chúng ta tới đó là hết rồi đấy. Cho nên là cái chỗ đó là cái chỗ khó lắm. Cái cầu an cầu siêu là cái thấp nhất, không phải vậy, mà phải tư duy tu. Tư duy là tư duy cái gì? Đây nè, thiền á, cái pháp mà đầu tiên của những cái vị đây là các vị tu, cái nhân này là tôi cái nhân của tứ quả sa môn. Cái này hình như hổng tôi có nói rồi chứ, có chưa? Xuất gia tu như vậy đó nè, là cái nhân tu để thành A La Hán đấy. Mà cái nhân tu để thành A La Hán là các vị tu thiền. Mà thiền thì cái gì đây? Ngồi dậy thì hội thấy thân lớn, hội thấy như bay, ngồi làm tiếng gửi hai tiếng đấy. Như vậy thì thành A La Hán được không? Hẳn là không được rồi. Thế thì phải tu cái gì? Thì đây, các cô đọc cái bài Thượng Lai Hiện Tiền Thanh Tịnh Chúng Phúng Tụng Lăng Nghiêm Chư Phẩm Chú Hồi Hướng Tam Bảo Chúng Long Thiên Thủ Hộ Già Lãng Chư Thánh Chúng, rồi cho tới cái câu Tam Môn Thanh Tịnh Tuyệt Phi, Tuyệt Phi Ngô Đàn Tấn Quy Tăng Phước Huệ. Tam Môn là cái gì? Các cô có biết chưa? Đây thì cất chùa để làm cái việc đó. Đây cái cửa chùa Phổ Đà này chưa có tốt lắm, bởi vì đất của mình hẹp, mình cất cái chùa có cái vẻ đi gần như ngang hông chứ không được là đi chính ra ngoài lộ. Dù cái đất hẹp như vậy mà cũng có tam môn đó,
Thấy không? Phải tam môn không? Cửa lớn hay cửa nhỏ phải không? À, rồi các cô đây nè, bữa đi về rồi mỗi cô quyên 5 tỷ, 6 tỷ, 7 tỷ cũng cất chùa tam môn vậy hết. Thì ba cái đó tam môn thanh tịnh tuyệt phi ngu quên bỏ cái cốc vậy hả? Tam môn thanh tịnh tuyệt phi ngu đàn tỉnh quy sanh phước cơ huệ cách tùng cách cách tùng cách rồi tùng 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 cách tùng cách tùng cách đúng không? Đó. Thế thì thiền bằng cái câu tam môn thanh tịnh tuyệt phi ngu đó. Tam môn là một là cửa không, hai là cửa vô tác, ba là cửa vô tướng. Lấy cái cửa vô tướng trước, muốn nói cửa nào cũng được hết, nhưng mà tam môn là ba cửa đó, không vô tác vô tướng. Nhưng mà bây giờ đây là lấy cái cửa vô tướng để cắt nghĩa. Kinh Kim Cang Bát Nhã Đức Phật rằng dạy rằng phàm sở hữu tướng là giai thị hư hư vọng, nhiều kiến chi tướng phi tướng tức kiến Như Lai. Phàm cái gì mà nó thuộc về cái vật chất này đều là hư vọng. Chữ tướng tức là cái những kinh cái vật chất nó hợp lại, nó thành ra một cái vật gì đó. Thí dụ như cái bình hoa này là do bao nhiêu cái thứ vật chất, đất phân cần giống cuốc sẻng tay chân đầu óc con người góp lại nó mới trồng ra được cái hoa này. Thế thì cái hoa này là một tướng trong vô tướng. Cái bình này, hỏi cái này cái gì, cái này là cái bình, cái bình này là một tướng, là một pháp. Chữ tướng cũng được tức là chữ pháp, một pháp cũng là một tướng ở trong muôn tướng. Nhưng cái khăn này là cái gì, bằng bông, bằng vải kiểu nào đó, bằng tay, bằng chân, bằng máy móc dệt lại thành, cũng là một tướng trong vô lượng tướng. Nhưng cái chuông này tuy bằng đồng vậy là chắc cứng vậy là cũng là một tướng trong vô lượng tướng, một pháp trong vô lượng pháp. Cái micro này cũng vậy, cái kính gọi này cũng vậy, kể cả cái tờ giấy này cũng vậy, là một tướng trong vô lượng tướng, là một pháp trong vô lượng pháp. Mà đạo Phật dạy rằng phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Phàm mà nó có tướng, nó có cái dáng vẻ, cái kích thước cân đong đo đếm được, cầm nắm rờ mó được, khái niệm nhận thức được, tất cả những cái đó đều là pháp hư vọng hết. Cho nên ai mà muốn thấy Phật thì nhờ kiến chư tướng phi tướng mới tức kiến Như Lai, phải thấy cho được cái tính chất phi tướng của các tướng thì người đó mới có thể thấy Như Lai. Chứ còn mình thấy mà có hình dáng, có kích thước, có cầm nắm rờ mó được, có tướng này tướng khác, kể cả tướng bằng cái tượng Phật, kể cả cái tướng bằng ông Phật Thích Ca, ông Phật Thích Ca hồi còn sơ tiền mà gặp Phật mà cũng vẫn không thấy Như Lai nữa cơ. À, cho nên phải thấy cho được cái tính chất phi tướng, tính chất vô tướng mới là thấy được Như Lai. Bởi vì sao vậy? Vì tất cả những cái gì có tướng đều là pháp duyên sanh, đều là pháp duyên sanh. Mỗi một cái này không biết bao nhiêu duyên trùng trùng vô tận mới có ra được một cái này. Cái này cũng vậy, cái này cũng vậy, bình hoa cũng vậy, và tất cả đều vậy, kể cả cái thân chúng ta cũng vậy, trùng trùng duyên khởi sinh ra một cái pháp nào đó, cái vật nào đó, một cái tướng gì đó, đều là pháp duyên khởi hết. Mà pháp duyên khởi tức là pháp hữu vi,
mà pháp lưu ly tức là pháp duyên sanh. Mà kim kim cao Phật dạy rằng nhất thiết hữu vi pháp như mộng quyển bào ảnh như lọ như như biển ưng tác như thị quán, phải tư duy thì quán chiếu, phải thiền định quán chiếu tư duy thấy tôi được cái tính chất mộng quyển bào ảnh như lọ như biển của dạng pháp. Đấy, thế là hiểu được, nhận thức được như thế, tư thường, tư duy, tu tập, tư duy quán chiếu như thế. Đó là người đã tu tập về cái pháp vô tướng. Ngồi ở cất chùa là để ở là cái đó đó. Rồi, đã là vô tướng rồi á, thì đương nhiên là vô tác giả. Không có ai là tác giả hết. Cái bình hoa này là cái cây này là tác giả ư? Cái cành này, cái hộp này, cái củ này là tác giả ư? Không phải. Dầu là bằng cành nó bằng củ nó bằng hộp gì đó, cái hộp đó, cái củ đó, cái cành đó cũng không phải tác giả để ra cái cây hoa đó, mà nó cũng là trùng trùng vô tận. Trước đó nó có cái gì rồi nó mới có ra cái cành, cái củ, cái hạt đó. Nên cái xét là tất cả các pháp đều là vô ngã, nghĩa là nó không có cái tự tánh độc lập của nó để sanh ra nó, mà là nhân và duyên trùng trùng hòa hợp nương gá nhau mà hình thành, mà sanh trưởng. Do vậy cho nên là từ cái vô tướng suy thiền định một giai đoạn tiếp theo, ta thấy vô tác, không có tác giả. Cho nên Bồ Hẩm tôi nói rằng là nhất thần giáo hoặc đa thần giáo đạo Phật không chấp nhận là vậy. Đa thần giáo họ nói rằng nhiều ông thần tác giả làm ra cái vũ trụ, làm ra động vật, thực vật, khoáng vật trong vũ trụ này, đó là theo cái thuyết đa thần giáo. Phật không chấp nhận. Đạo khác họ nói rằng chỉ có một ông duy nhất sáng tạo ra ngày thứ một, ngày thứ hai, ngày thứ ba tới ngày thứ bảy thành lập hoàn toàn cái vũ trụ, đạo Phật cũng không chấp nhận vì không có tác giả. Tác giả là không đúng. Tác giả như vậy là pháp có ngã, mà theo đạo Phật là tất cả pháp đều vô ngã. Như thế Tôn Ngôn luận đại thừa Bát Pháp nói, như thế Tôn Ngôn nhất thiết pháp vô ngã. Lại Đức Thế về Đức Thế Tôn dạy tất cả pháp đều vô ngã, mà tất cả pháp thì là không có một cái ông nào có ngã được hết thảy. Cái đó là cái chỗ khác của đạo Phật và các đạo khác. Đa thần giáo cũng không phải là ngã được. Nhất thần giáo, cái nhất đó cũng không có gọi là ngã được. Vì cái gì sanh ra cái đó? Không có cái đó tự sanh ra cái đó được, mà phải là nhân duyên trùng trùng vô tận nương gá hòa hợp mà sanh. Thế thì là từ cái chỗ vô tướng ta thấy hòa vô tác. Vì vô tướng vô tác cho nên mình tất cả nó là vô ngã rồi. Mà vô ngã tức là vô thường. Mà vô thường vô ngã rồi thì cuối cùng nó không có gì hết. Thế là cái thực tướng của nó là vô tướng. Thực tướng của nó là không. Thế thì tư duy quán chiếu thiền định để thấy cho được ba cái cửa mà ta làm ra đó, là ta ở trong cái chỗ, cái chốn, cái chùa mà ta ở đây phải tu về không vô tướng và vô tác. Cái chùa để làm cái đó đó. Thiền định là thiền định cái đó, phải có cái đối tượng đó, đó đối tượng không, đối tượng vô tướng vô tác. Hoặc là cái đối tượng mình lấy cái vô tướng trước, vô tướng vô tác không. Hoặc là mình lấy cái đối tượng là vô tác, từ phân tích cái vô tác mình thấy ra vô tướng. Vì vô tác vô tướng cho nên nó là không. Đó là ta lấy tam giả sát môn làm đối tượng để mà thiền định, chứ không phải thiền định ngồi không. Ngồi không đó cho nên lúc có thấy lớn, lúc có nhỏ, lúc có thấy bay lên, lúc có thấy gặp Nam Cực Tiên Ông, Thái Thượng Lão Quân, nó thấy tầm bậy tầm bạ như thế là không phải thiền của đạo Phật.
Cho nên thiền phải có đối tượng nha. Tư duy tu, tu chỉnh bằng cái cách tư duy một cái đối tượng gì đó. Chứ mà ngồi không như vậy đây, người ta gọi là ngồi thiền đó hả? Vô niệm đó hả? À, đây là thiền vô niệm. Vô niệm để làm gì? Thùy vô niệm, thùy vô sanh, nhược thật vô sanh, vô bất sanh, quán thủ cơ quan, mộc gian dấn, cầu Phật thi công, tạo giảng thành. Ai là người thường ước mơ vô niệm? Ai là người hằng mong ước vô sanh? Không có cái đó được đâu. Vô niệm vô sanh là cái ước mơ cuồng vọng ảo quyền, rất quan uổng. Tự mình quá đá một kiếp người tràn đầy linh động. Cái kiếp người, cái đầu óc nó bé nhẹ vô cùng, cái thông minh trí tuệ vô cùng, mà tự mình quá đá. Mình là người trở thành vô niệm là cái tượng đá chứ gì đó. Mình trở thành là con người mà không tăng trưởng cái gì trong đầu, trong óc, trong cơ thể mình, thế là vô sanh. Như vậy là mình rất quan uổng, quá đá một kiếp người tràn đầy linh động. Chứng minh những cái điều quá đá không lẽ thử trách nhiệm cái ông robot người máy. Ông robot đời nay phải là robot nhiều lắm, tức là từ người máy mình để bắt đầu làm việc được đó, làm việc được nha. Bây giờ tôi làm người máy mà tôi nổi nghe được đó, nghe tiếng người được điều khiển bằng tiếng người, tôi làm được vậy. Ta làm robot để hút bụi, giờ nên là bỏ cái robot đó trong nhà về này là nó đi hút bụi, cho là từ cái kẻ tồn nó lao sạch ngân hết, hết điện nó lại cái chỗ điện nó nạp điện, hết nạp điện rồi nó bò nó đi, nó rà nó hút bụi hết. Tùy theo nó làm con robot đó, muốn hình con ngỗng, con vịt, muốn hình con rùa, con rắn, muốn hình con người gì cũng được hết. Thử trách nhiệm, xin hỏi ông robot người máy quả bồ đề bao năm tháng nữa ông thành? Ta làm robot nó hình người cũng được, y như con người, đi đứng làm việc trong nhà y như con người, quả bồ đề bao năm tháng nữa ông thành. Hỏi là hỏi vậy thôi, chứ hỏi tức là trả lời rồi. Nghĩa là ông không bao giờ có thành được cái gì hết. Ông robot, ông là người máy mà ông có trí tuệ, chế máy là vậy thôi, chứ còn ông có trí. Cho nên là ông làm được, làm công việc nhà thì được, mà ông thành quả bồ đề thì không có thành được. Hỏi là hỏi vậy thôi, chứ hỏi tức trả lời. Ai đủ sức can đảm chờ ông giải đáp. Ông không có thành được cái gì hết, ông là người máy. Cho nên tôi mà vô niệm và vô sanh chỉ là một con robot, là người máy. Đấy, hồi xưa ai mà giặt đồ được, mà bây giờ nếu mà người ta làm cái máy giặt mà bằng cái hình thức của một con người ha, tại nó chưa làm đấy, chứ sau này ta muốn làm chơi cái là giả đòi ý như một con người, hình dáng bên ngoài con người, nhưng mà quần áo bỏ vô tổng rồi nó giặt ào vậy, nó giặt khu queo hết trơn rồi. Mấy cô hiểu cái đó không? Con người đàng hoàng, mặt mày son thân đồ, nghĩa là cũng trang điểm mà 12, 13 cái cỏ, cả chục cái thứ thấm, thấy không? À, ngồi đàng hoàng vậy đó, có khi cầm cái bút nữa. À, đồ vẫn giặt, vẫn sạch. Tới chừng như là gió cái bụng mình đàng ra, là lấy đồ đem ủi vậy thôi. Nhưng mà hỏi chứ quả bồ đề bao năm tháng nữa cô thành? Hỏi là hỏi vậy thôi, chứ hỏi tất cả trả lời rồi cô có thành được vậy? Cô là người robot. Bây giờ làm việc nhà ta cũng làm robot với hình người đàng hoàng. Cho nên tu thiền là tư duy tu, là tỉnh lự, phải có đối tượng nha. Còn cái này ngồi không như vậy, nói gì lúc lớn ra, lúc như bay là không được đâu. Rồi lúc xuất hồn nó lại càng không được. Lúc xuất hồn nó vài bữa ngồi nói chuyện không à, ngồi nói chuyện dạ thưa
Dạ thưa Đức Thượng Đế, và em qua hổm em đi em gặp Đức Thích Ca Như Lai đằng kia. Em có nói với Đức Như Lai rằng là em cũng tính đi theo cái gót chân của Ngài, để sau này mình thành vô thượng Bồ Đề cho nó nhẹ cái tấm thân đó huynh Thượng Đế. Nói nghe như là ngon lành lắm mà ai về đâu á, ở nhà lo bốn xe đưa vô nhà thượng điên, đưa vô nhà thượng điên rồi mà ngồi nói chuyện với Ngọc Hoàng, nói chuyện với Nam Cực Tiên Ông, nói chuyện với Diêu Trì Kiếm Mẫu. Và cái chị Diêu Trì Kiếm Mẫu của hả má, em gặp Tề Thiên Đại Thánh này ở trên cái vườn đào. Ôi chục chà ơi, là cái đào này là tính để đãi cho chị đấy, là cái hội này để ra đào đầu tiên này đãi. Mà Tề Thiên Đại Thánh hổn quá, rồi hai ăn cái trơn mới ăn, rồi mới ăn cùng dục cái lửa mới thấy nước ăn rồi nhân dục. Em thấy vậy đó, thành ra Tề Thiên Đại Thánh này là như Ngọc Hoàng phạt là phải. Cứ nói làm nhảm vậy mà thì thật là gia đình khổ sở vô cùng, đưa vô và tự điên đi hoài rồi. Cho nên cái sức hồn nguy hiểm lắm, còn ngồi mà để cho thần lúc lớn lúc nhỏ lúc vô bài đó nguy hiểm vô cùng. Tôi nói đây là tôi mới nói cái đối tượng tam giải thất môn thôi đó, còn mấy cô phải cái đối tượng nữa để thành a la hớn đó. Tứ niệm xứ phải lấy cái đối tượng tứ niệm xứ, quán thân bất tịnh. Các cô có tập quán lần nào chưa? Nếu như chưa thì tội nghiệp lắm. Tôi không có được cái gì hết đó nha, tôi nói cho. Bởi vì tôi nói đây là cái pháp tu để thành A-la. A-la hớn là cái pháp tu sơ bước đầu để có giải thoát giác ngộ. Mà muốn bước đầu có giải thoát giác ngộ là phải dựa vào pháp đó, quán thân bất tịnh. Các con phải tập vậy thôi, quán cái thân mình là bất tịnh, phải nhìn thấy cho rõ nó có tam thập lục vật. Mà trong kinh gọi là tam thập lục vật, tức là 36 vật nhau. Và khi mà đang làm việc mà nó bắt đầu nó đau bụng, không, bắt đầu đau bụng, mấy cô phải khinh bỉ nó. Mày hành hạ tao kiểu đó hả? Tao đang làm việc gì mà mày bắt đầu mày đau bụng, mày chột bụng hả? Mày là một cái thứ bất an nha. Rồi cái rồi đang ăn cơm vậy, nó sặc rủa ha. Đây là tôi nói cái này là tôi nói bản thân tôi đấy nha. Ăn cơm mà trời nóng quá nó không ăn, nó không được, nó khổ. Bật quạt lên nó chịu gió không nổi, nó nha mũi nó sặc. Tôi nói vậy thì mày muốn cái gì? Mày đòi cái gì? Tao chiều mày cỡ vậy rồi, giờ mày tính mày đòi cái gì đây? Tao cho mày biết nha, tao có cách tao trị mày đấy. Nhưng mà tao chưa trị là tại vì tao còn làm Phật sự một chút nữa, tao còn có một cái nguyện một giai đoạn nữa, cho nên tao chiều mày đấy. Chứ mày làm kiểu đó không có ngán bài chút nào hết. Nhưng mà nếu như mà tao không ngán tao nói vậy, mà bây giờ mày ngã xuống đây, mày ngã cái rật xuống đây, mày xô đổ bếp ra, không có cái vụ gọi là cấp cứu nha mày. Lập trường của tôi bây giờ vậy, tôi nói mấy cô biết, không có vụ cấp cứu. Cấp tử thì được hoan nghênh, mà chở cấp cứu là không. Là gì? Tôi đọc kinh Niết Bàn khúc chót á, cái này là bốn con rắn, đây là cái hộp gọi là cái tráp nuôi bốn con rắn địa thủy quả thông và tứ đại đó. Mà năm cái sanh thành chiên đà la để nuôi bốn con rắn đó là sắc thọ tưởng hành thức.
nó hợp lại năm thằng chiên là la nuôi bốn con rắn đó, mà nuôi mình coi mình là ông vua mà mình thông công năm thằng chiên là la nuôi bốn rắn đó, 100 năm đi nữa động tới đó là rắn quật là tạo động liền. Mà còn cái thứ chiên là la đó là nó giúp trở lại mình bất cứ lúc nào. Chưa một lúc nào yên dòng suy nghĩ của tâm ta, như sóng biển lớp này đùa lớp khác. Biển dù rộng mênh mông bát ngát, vẫn có một bến bờ yên tĩnh bao la. Hãy biết bước qua đầu ngọn sóng, bước qua chao đảo tâm mình, bỏ lại đêm dài hướng đến bình minh. Ơi những con sóng dập dồn không ngớt, khi vào đến bờ trải trên mặt cát, sẽ cảm nhận đời bọt nước phù du. Nhìn mây trắng bay ngang trên mình thật vô tư, sẽ tìm thấy cho mình nẻo về cõi tình. Ánh trăng nhẹ chiếu trên đỉnh đầu, sau cơn mưa đổ trong bầu không gian, kiếp người tựa cơn sóng khơi, tâm ta chẳng khác biển khơi muốn trôi. Từng cơn sóng bão mịt mù, như bao nghiệp dữ muốn trùng bùa vây. Sóng cao, sóng cao là nghiệp đang xây, tưởng thân khẩu ý đang gây trong đời. Tìm vào cõi tình thênh thang, không còn tham giận hờn si mê. Cõi đời ta gắng tu tâm, tiến thân giải thoát vô dư niết bàn. Muốn mau vượt thoát cõi luân hồi, tâm ta như anh trăng dầm sáng soi. Tìm vào cõi tình an vui, tâm ta định tĩnh niết bàn không xa. Tìm vào
si mê cõi đời, ta gắng tu tâm tiến thân giải thoát vô sự niết bàn, muốn mau vượt thoát cõi luân hồi. Tâm ta như anh trăng dòng sáng soi, tìm vào cõi tịnh an vui. Tâm ta định tĩnh niết bàn không xa, tìm vào cõi tịnh an vui. Tâm ta định tĩnh niết bàn.